Thân ái chào các bạn và các cháu. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh da trứng. Bây giờ ta bắt đầu bỏ bơ vào trong khuôn. Ta bắt bật nước ra cho nóng lên đã nha các cháu, rồi ta bỏ bơ vào trong khuôn. Bây giờ ta bắt đầu bỏ trứng vào trong khuôn. Sáu quả trứng vào trong cái khuôn bánh đó. Hôm nay là cô quay trực tiếp ở ngoài, em cô đã bán hàng ngoài này nè. Rồi bắt đầu bỏ hành lá vào. Xong rồi bắt đầu nhập hành. Rồi bắt đầu bỏ thịt băm sẵn, mình băm xong mình xào sẵn ở nhà rồi. Rồi bắt đầu bỏ tép vào, tép mà mình mua người ta đã sấy sẵn rồi các cháu à. Đó. Rồi ta bắt đầu để nắp vào. Ta bật bếp lên. Bắt đầu lấy hột ra cho đậu đậm lên. Lấy hột ra. Bắt đầu mở khuôn ra. Mở trứng vô. Hạ bếp xuống. Thả bếp xuống. Bây giờ ta bắt đầu bỏ cái khuôn bánh ra. Quay cái này. Bắt đầu ta bỏ rau răm vô. Rồi bắt đầu ta bỏ rau răm vô. Bắt đầu ta lấy hai cái thìa. Rồi bắt đầu ta lấy thìa ta lấy bánh ra các cháu à. Quay hai cái luôn đó, ráng nó quay một cái nữa cho nó coi cho nó rõ ràng, tại vì tới 10 phút mà. Hôm nay là cô quay trực tiếp ở ngoài, em cô nó bán ở ngoài này nè đó. Mà mốt các cháu tới đây ăn bánh bi da trứng nè. Bánh bi da trứng bán ở chỗ trà sữa Thu Hồng, rất là ngon nè. Cô cho cái mặt bà chủ nè đó. Đây, bán một chiếc bánh. Ta bắt đầu đổ tương ớt lên. Bơ lên các cháu à, đó, bơ lên. Và nước me lên, nước me mình mua me về, mình nấu lên. Mình nấu nước me lên. Rồi ta bắt đầu bỏ xoài lên, đó. Rồi ta bắt đầu bỏ hành phi vào. Rồi ta bắt đầu ăn. Cô quay một cái ăn luôn đó. Bắt đầu cô quay thêm một cái nữa. Bắt đầu ta bỏ bơ vào các cháu à. Bắt đầu cho khuôn nóng lên. Ta bỏ bơ vào. Cháu nào mà ăn trà sữa Thu Hồng là biết bánh này nha. Ta bắt đầu đập trứng vô. Đập trứng tắt bếp phải không? Để nó khỏi nóng tay các cháu à. Đó, đập trứng thì ta đập tắt bếp đi để khỏi nóng tay. 6 trái trứng cút. Hôm nay tối quá quay tối thui à. Đó, ta bắt đầu bật bếp lên. Cho hành lá vào các cháu đó.
thịt xay vào. Thịt xay xong là mình đã xào sẵn ở nhà rồi. Đã bắt đầu đổ tép, tép sấy rồi các cháu. Đó, tép sấy bỏ vào. Rồi ta bắt đầu đậy nắp vô. Đây bà chủ ăn bánh đây. Đó. Cô quay trực tiếp ở ngoài quán luôn. Các cháu đã nhìn thấy rõ ràng. Từ ở nhà cô thì không ai quay giùm cho cô hết. Cho nên là cô nhờ cái cô này cô làm thì cô quay luôn. Ta bắt đầu bỏ rau răm vào cái hộp nè. Đó, tao bắt đầu mở nắp ra. Chưa chín à? Đã chín rồi. Bắt đầu đầu đi. Đó, rổ trứng cút để làm bánh, để làm bánh bánh trứng, trứng da trứng. Trời gió quá lâu. Ơ, bếp chưa cháy. Quên không bật bếp. Tha hồ quay 10 phút rồi mà, 10 phút thôi, 10 phút mà. Tại vì cô ở nhà cô quay là không có người quay cho cô, cho nên cô ra ngoài này cô quay nhờ con em nó làm thì cô quay. Quay như vậy cho nó rõ ràng hơn. Có mấy cháu hỏi cô rằng sao clip của cô lúc nào cũng đề là hồng lựu. Tên thật của cô là Hồng Lựu. Đó. Nhưng mà tại vì cô phải đề như vậy là các cháu hỏi cô là vi phạm bản quyền nghĩa là sao hả cô? Thì cô nói cho các cháu biết như vậy này. Ví dụ như cô làm bánh lăng, bánh lăng đơn giản mà ngon, mà người khác cũng làm bánh lăng đơn giản mà ngon, mà người khác làm trước cô làm sau, là cô bị vi phạm bản quyền. Cho nên cô phải đề là hồng lựu. Đề như vậy là sẽ không có trùng. Nếu mà cô vi phạm bản quyền là cô sẽ bị tháo video xuống. Rồi mở, được rồi, sắp được rồi. Đó, các cháu nhìn này rất là ngon. Bây giờ ta bắt đầu lấy bánh ra. Bắt đầu bỏ một cái hộp, bắt đầu quay vô cái hộp. Quay vô hộp, chở đây. Lát nữa tải lên mở máy lên Hồng coi. Đẹp ngược một bên đó chứ. Đâu không luộc bên đâu. Hồng cái chân này đẹp ta. Đâu cũng để như vậy nó giống. Chín phút rồi. 15 phút mới sợ, quá 15 phút mới sợ. Rồi bắt đầu bỏ tương ớt vô các cháu nè. Đó, bỏ tương ớt vô. Rồi bắt đầu bỏ bơ vào. Bơ này với tương ớt mình mua ở ngoài chợ á. Hà nước mắm phải không Loan? Rồi ta bắt đầu bỏ me vào. Me thì mình mua về mình nấu. Mình nấu xong. Rồi bắt đầu xoài ta mua về ta bào. Đó, ta bỏ xoài lên. Rồi ta bỏ hành phi vào. Rồi bắt đầu ăn đi rồi con thương. Rồi bắt đầu ăn thử. Đấy. Cầm lại được, đừng đụng tay vô đây nha. Đụng đây nó có dấu tay. Quay một đây ăn luôn. Nó quay chặt quá.
đó ăn thử nè. Cái đầu cũng xuống đó. Nóng quá. Mấy phút rồi? 10 phút rưỡi. 3 tiếng nữa. Nóng quá không nổi. Ai vậy rồi? Mà tắt cho con. Tắt không? Tắt nha.